Ở đây chúng ta gọi công thức của triglyceride là CXHI O6. Chúng ta đi tới dùng oxy thu được CO2 và nước. Ở đây số mol oxy người ta cho chúng ta là 3,2, CO2 là 2,28, nước là 2,08. Rồi, mà khác là người ta cho cục X này đi tới dùng với NaOH ha. Để chúng ta thu được muối cộng cho glycerol. Ở đây số mol của NaOH của chúng ta là để các bạn là 3. Số mol NaOH người ta cho ở đây mình tính được là 0,15. Như vậy trong hai cái tình huống này người ta đều cho khối lượng là như nhau, đều là agam cả. Điều cần chúng ta là tính khối lượng muối. Bây giờ em nghe, muốn tính khối lượng muối thì em lấy khối lượng của X nè cộng cho khối lượng NaOH vẫn, bởi vì NaOH có thể vẫn dư. Rồi chúng ta trừ đi khối lượng của glycerol. Đó. Như vậy nhiệm vụ đây là chúng ta phải đi gì? Đi tính khối lượng X và tính mol X. Vì khi có khối lượng X thì chúng ta sẽ có mol X, thì chúng ta sẽ có mol được của NaOH phản ứng và mol của glycerol. Đây là NaOH phản ứng em nhé. Rồi. Bây giờ ở đây thầy đặt số mol của nó là T. Chúng ta đi bảo toàn oxy để tính ra T. Em có như sau, oxy với trái là 6T cộng 3,2 nhân 2 bằng oxy với phải là 2 nhân cho 2,28 cộng cho 2,08. Ở đây mình tính được T là bằng 0,04. Khi đó chúng ta sẽ tính được A. A là khối lượng của nó. Thì em sẽ tính nhanh như sau. Em sẽ dùng công thức là 12 lần mol CO2, 2 lần mol nước cộng cho 16 nhân 6 nhân 0,04. Ở đây mình tính được khối lượng là 35,36 gram. 35,36. Như vậy chúng ta đã biết được mỡ là 35,36 cộng cho NaOH phản ứng thì số mol của thằng này là 0,04, thì chuyển qua đây. NaOH vẫn là 0,12, dư lại 0,03. NaOH chúng ta là 40 nhân cho 0,12 trừ đi mol lớn glycerol là 92. Mol glycerol là bằng mol X bằng 0,04. Đó, khi đó chúng ta sẽ tính M. Ở đây mình tính được M bằng 36,48. Được chưa? Như vậy có đúng, bây giờ mình chọn là câu C. Còn nếu ở đây yêu cầu chúng ta tính rắn, đúng không? Tính rắn thì khác. Tính rắn thêm lấy khối lượng X là 35,36 này. Em cộng cho NaOH là 40 nhân cho mol ban đầu 0,15 trừ đi 92 nhân 0,04. Thì cái đó em tính là 37,68 gram. Được chưa? Như vậy câu nhiễu ở đây là của D. Ở đây người ta nói là chứa m gam muối, để gọi tính muối thôi. Tức là trong cái rắn này chúng ta gọn ngoài NaOH dư thì cũng có muối nữa. Nhưng để gọi tính muối, được chưa? Thì chúng ta tính muối, không tính NaOH dư.